Ly kính chào quý vị. Ly mời quý vị nghe bài của Nghệ An Thời Báo đăng vào ngày 4 tháng 3 năm 2019 nha quý vị. Mời quý vị nghe bài Vụ việc Đan Viễn Thiên An đừng đổ vấy lên đầu người dân. Vừa qua trên Internet xuất hiện tài liệu mở ngoặc kép nè, báo cáo về tình hình tôn giáo Việt Nam quý 4 năm 2018 của cái gọi là Hội Bảo vệ quyền tự do tôn giáo, gồm nhiều nội dung xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Trong đó có đề cập đến vụ việc khiếu kiện đòi đất vô lý của Đan Viễn Thiên An, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều đáng nói, các đối tượng soạn thảo đã cố tình đổ lỗi cho người dân địa phương trong việc đấu tranh bảo vệ ruộng vườn, mồ mả và cả tính mạng của mình trước dã tâm bành trướng từ phía nhà dòng. Văn bản xuyên tạc trên đưa thông tin như sau: ngày 9 tháng 10, các đan sĩ của Đan Viễn Thiên An cho biết họ cực lực phản đối nhà cầm quyền Thừa Thiên Huế, tiếp tay với Lâm Trường Tiền Phong Huế trong việc ở trong thời gian qua liên tục gây hành vi sách nhiễu tại khu vực rừng thông thuộc quyền sở hữu của Đan Viễn Thiên An. Đặc biệt, nhà cầm quyền này đã lợi dụng người dân như một chiêu bài đối phó với Đan Viễn, dùng miệng người dân để vu khống lăng nhục các đan sĩ, dùng tay người dân để lấn chiếm đất rừng thông, phá rừng thông để xây nên khu vui chơi, những căn biệt thự, nhà hàng, nhà nghỉ, vân vân. Những hình thức như vậy không nên xếp chung và gần với một cơ sở tôn giáo, đặc biệt là với một dòng tu kín như Đan Viễn Thiên An. Đó là lời của bọn quả đen. Trên thực tế, đây là lời của tác giả bài viết. Trên thực tế, khu vực đồi thông có tên Thiên An là một khu vực rất rộng lớn, bao gồm một phần diện tích đất đai của dân cư hai thôn Cư Chánh 1 và Kim Sơn thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy. Trong đó, Đan Viễn Thiên An chỉ là một thực thể trong khu vực đồi Thiên An. Dân cư theo lịch sử đã quần cư tại đây hơn 500 năm, khai phá và lập làng từ thời kỳ đầu theo chúa Nguyễn vào Đằng Trong. Cái này á, nói thật với quý vị đó, là cái anh ở bên Canada đó, anh cũng ở xã Thủy Bằng, thì anh nói vậy nè quý vị, là anh đang sống ở bên Canada mà năm nay anh cũng hơn 60 rồi. Thì anh bảo là các cụ kể lại đó, là gốc gác của anh là người ở đâu ngoài Thanh Hóa, Nghệ An. Cái thời mà chúa Trịnh đi vào Nam đó quý vị, thì tại vì Trịnh Nguyễn phân tranh thì Nguyễn Hoàng, chúa Nguyễn Hoàng mới đi vào trong 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 miền Đằng Trong để trấn giữ đó. Thì có rất nhiều những người dân ở ngoài đó là lấy thuyền, lấy xuồng chở chở chúa Trịnh và những cái người đi cùng á vào Đằng Trong. Rồi khi mà quân Trịnh Nguyễn đánh nhau đó, thì những người này cũng là những người mà gọi là chung tay với chúa Nguyễn á, chú quý vị. Cho nên là được chúa Nguyễn còn ban nhà thờ của anh, nhà anh đó còn được chúa Nguyễn giống như ban cái gì mà để treo á quý vị đó. Dân cư theo lịch sử đã quần cư tại đây hơn 500 năm, khai phá và lập làng từ thời kỳ đầu theo chúa Nguyễn vào Đằng Trong dựng sự nghiệp. Hiện vẫn còn sắc phong của các triều vua phong kiến. Trong khi đó thì Đan Viễn Thiên An mới được phía người Pháp mua lại một diện tích trên đồi Thiên An từ năm 1940. Nói như vậy để chứng minh một điều: ai mới là chủ nhân đầu tiên và thật sự của Thiên An? Đan Viễn Thiên An đã nống lấn đất đai phi pháp,
ít nhất là từ năm 2014 cho đến nay, đã có đụng độ giữa phía Đan Viện Thiên An với các hộ dân hai thôn trên khi liên tiếp diện tích đất đai của ông bà tổ tiên để lại có giấy tờ đầy đủ đã bị phía Đan Viện tháo dỡ, chặt phá cây trồng, thậm chí cả cây lương thực hoa màu. Phía Đan Viện dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Huyền Đức đã thuyên truyền còn thuê xe về phá nát con đường dân sinh. Tức là ông Nguyễn Huyền Đức nay đã thuyên truyền đi nơi khác rồi chắc. Đường phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời ngang nhiên xây dựng nhiều công trình tôn giáo trái phép ngay ngoài khuôn viên Đan Viện, khiến người dân bất bình. Khi không thể nói lý lẽ với người dân, chính Đan Viện đã thả chó bẹt dê, vác dao đòi chém người dân cùng những lời lẽ tục tĩu. Khi quyền lợi tài sản của gia đình dòng tộc bị xâm hại thì họ phải đấu tranh. Ngoài việc sử dụng pháp luật, nhiều người dân đã biết đến báo chí, mạng xã hội để làm phương tiện nêu lên tiếng nói của mình. Họ đã cung cấp bằng chứng tố cáo tội ác của phía Đan Viện Thiên An. Xin lỗi quý vị. Trong khi các tu sĩ biết quay phim chụp ảnh mỗi khi gây sự lên trên internet, thì người dân cũng dần biết đến các tiện ích trên, khiến cho những lời lẽ vu cáo, những hình ảnh một chiều của các tu sĩ như Trữ Mạnh Cường, Võ Văn Giáo, Nguyễn Lợi v.v. đã mất đi giá trị và ít người tin như trước. Nhiều người còn tự quay video clip nói rõ, nói thẳng trước những lời lẽ vô căn cứ của phía Đan Viện Thiên An. Bởi chính đây là nhà cửa, mồ mả ông bà tổ tiên, là đất đai, lúa má, rau màu. Đổ mồ hôi, sôi nước mắt của họ, không ai có thể tự dưng đến đuổi họ đi, phá hết tài sản của họ. Bởi vậy, bởi những điều trên là sự thật, nên người dân họ chả phải sợ điều gì. Chẳng có ai xúi dục hay mượn tay họ để hãm hại Đan Viện Thiên An. Người dân có quyền được sống, được xây dựng nhà cửa, đi lại, lao động sản xuất và xây dựng các công trình để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Vì đất đai tại đây không phải riêng gì của Đan Viện. Đan Viện nếu không thích thì cứ dọn đi nơi khác mà sống. Mới đây các đan sĩ tiếp tục phải xuống phản đối một số nhà dân tự ý đăng thông tin mua bán đất của Đan Viện và thường xuyên phải gửi văn thư yêu cầu chính quyền Huế can thiệp. Nhưng các văn thư đó đều không được giải quyết. Chính quyền Huế tiếp tục làm ngơ với những trăn trở của các đan sĩ Đan Viện Thiên An trong việc bảo vệ di tích của Đan Viện cũng như bảo vệ rừng thông, không chỉ của riêng Đan Viện mà còn là lá phổi của thành phố Huế. Đó là lời của Đan Viện nha quý vị. Chuyện lạ là một dòng tu kín và chiêm nghiệm như Đan Viện Thiên An lại rất quan tâm đến thị trường bất động sản tại địa phương, thậm chí còn tự cho mình quyền ngăn cản mua bán đất đai hợp pháp của người dân, trong khi địa điểm bán đất trên không thuộc phạm vi khuôn viên Đan Viện. Đan Viện Thiên An cũng không phải là chủ nhân hoặc chí ít là đồng sở hữu mảnh đất này. Thế nhưng khi người chủ mới xây nhà cửa thì Đan Viện đến đòi kiểm tra giấy tờ thay cho vị cán bộ địa chính xây dựng của xã. Cho nên khi chủ đất chất vấn lấy quyền gì để hạch sách, đành lặng mất tâm. Nói như văn bản trên thì di tích của Đan Viện Thiên An là bao gồm cả nhà thờ họ tộc, đình chùa miếu mạo, nhà cửa của người dân xã Thủy Bằng sao? Còn về rừng thông, xin nói rõ thêm, hiện nay trong khuôn viên Đan Viện Thiên An không còn có bất kỳ một cây thông nào. Ngoài ra,
Trên diện tích rừng thông đặc dụng lá phổi xanh của thành phố Huế thì nằm ngoài khuôn viên của đan viện do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Tiền Phong quản lý, đã không phải của đan viện thì các tu sĩ đi quản lý làm gì? Tốt hơn hết, các tu sĩ nên chú trọng đến vườn cam, vườn màu của mình thì tốt hơn. Do ai và vì sao? Tất cả đã rõ, đừng đổ lên đầu người dân mọi chuyện xấu xa. Minh ý. Hết rồi thưa quý vị. Để Ly đọc tiếp cho quý vị. Càng đọc càng sôi máu thưa quý vị.